Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái uh, thực tế sửa cái laptop cho khách hàng một Covid nha các bạn. Đây là một Covid. Các bạn nhìn thấy đó. Xung quanh đó, là tất cả là xung quanh là đã rào hết nha các bạn. Tình hình của thành phố Hồ Chí Minh lúc này nè. mình đang ở quận Tân Phú nha các bạn bản hiệu mình ngừng hoạt động mình đã tắt hết đó, tình hình Covid ảnh hưởng rất nhiều các bạn thì mình không có uh, sửa chữa nhưng mà vì uh, lý do là khách hàng cần máy để uh, học online nha các bạn để con người ta học online đó người ta để trước nhà người ta ghi cái uh, số điện thoại đó. khi mình làm xong mình điện cho người ta lấy nha các bạn khi nhận máy mình uh, khử khuẩn đeo khẩu trang và bảo hộ nha các bạn rất nhiều máy móc laptop màn hình vân vân ta để trước nhà để cho mình sửa nha các bạn công việc đầu tiên là mình khử khuẩn khử khuẩn sạch sẽ nha các bạn mùa này là dịch đang phức tạp cho nên tất cả mọi hoạt động đang gần hết nha các bạn ở đây là mình chỉ sửa chữa mình hỗ trợ cho bà con ta đang rất cần cho mình sẽ tìm một cái adapter nha các bạn máy đó là máy đeo đeo mình tìm cái adapter của đeo tất cả những gì của khách hàng đưa cho mình mình không sử dụng nha các bạn để tránh trường hợp lây lan virus Thì mình cấm cái uh, nguồn điện vào này mình để ở ngoài sân mình uh, xử lý sự cố luôn nha các bạn đó, trong nhà mình có bàn kỹ thuật nhưng mà mình không uh, có đem cái uh, thiết bị của khách hàng vào trong nhà mình để ở ngoài sân mình xử lý luôn em trong nhà rất nguy hiểm nha các bạn dễ lây lan virus giờ mình sẽ kiểm tra cái máy nó bị tình trạng như thế nào nha các bạn đó mình thử mở cái uh, nút Power nó không lên nha không có điện nha các bạn giờ mình sẽ cắm cái adapter vào sau khi cắm adapter vào thì mình thử mình bật lại cái nút power nha các bạn nó đã lên rồi là cái laptop này nó đã bị chai pin nó không có cầm được pin nha các bạn cái laptop này cũng khá là cổ lắm này nha chạy cái CPU là Core 2 cái dòng này là khá cổ lắm rồi mình à, lâu lắm mình không có gặp cái dòng này nha các bạn tầm khoảng bốn năm năm trước ok các bạn nhìn xung quanh một vòng nhé tình hình dịch là tất cả những cái cửa hàng, những cái nơi mua bán đã đóng cửa hết nha các bạn. Đóng hoàn toàn, thay thế bằng những cái rào. Sài Gòn rất là vắng vẻ, tĩnh lặng. Thường ngày thì cái đường này nó rất là nhộn nhịp, xe cộ rất là đông đúc nha các bạn. Đó, không một bóng người. Đó, sau khi mình quay xung quanh một vòng thì cái máy nó vẫn chưa vào nha các bạn khởi động vô tới à, đó là nó đứng. Đứng tại chỗ. Đó giờ mình khởi động lại, mình bấm F2 để mình vào à, BIOS nha. Ok. Sẽ kiểm tra coi à. Giờ mình vào BIOS máy này nó xài là ram 2g nha các bạn 2048m là 2g đó 1 g là 1024 xài hai thanh nha các bạn các bạn nhìn thấy ở dưới là primary ha rai là cái ổ cứng á, ổ cứng 40g nha các bạn lâu lắm rồi mình mới gặp lại ổ cứng 40g cứng này ổ à, cứng ATA nha các bạn. 40 g mình chắc chắn là nó xài ATA nha các bạn. Ok. Giờ mình sẽ khởi động lại. Nó vào Win nó báo cái lỗi nha, nó không vào Win nha các bạn. Đâm, đâm xanh, hiện màn hình xanh lỗi là 0x0000007B. các bạn, nhớ cái lỗi này nha. Lỗi như trên hình nha các bạn khi mở máy vào đâm xanh Ok giờ mình khởi động uh, máy lên bấm phím F12 nha Máy này máy đeo cho nên phím uh, boot option của nó là F12 Để vào cái uh, menu boot Mình chọn boot từ USB nha các bạn Đây mình sử dụng cái USB uh, boot Các bạn có thể tham khảo cách tạo USB boot uh, đa năng uh, Ở những cái bài viết trước nha các bạn hdv Boot Phần trước mình có hướng dẫn bạn vào cái mục WinBE nha Tiếp tục vào mini Windows 10 32 bit Mục đích mình vào đây để mình kiểm tra Coi cái ổ cứng này có còn sử dụng được hay không nha các bạn Nó có bị bét hay không Đó nó đã vào uh, WinPE các bạn thấy cái mục à, uh, return Deep info đó các bạn click vào phần mềm đó nha để kiểm tra cái ổ đĩa cứng đó. nhớ nha các bạn disk info đó, sau khi click vào phần mềm nó hiện lên cái ổ cứng là tên là Hitachi nha các bạn 40 g đó thì tình trạng của nó là tốt nhiệt độ 42 độ C, tốt. Nếu mà ổ cứng bị bét thì ở chỗ tốt nó ghi là bét nha các bạn. Và những cái chấm à, tròn đó nó sẽ hiện lên màu vàng hoặc là màu đỏ là ổ cứng bị bét Ở đây nó toàn là màu xanh, ổ cứng nó good nha các bạn. Giờ mình sẽ kiểm tra trong ổ D nó có cái à, phần có cái file à, gót hay không nha. Tại vì nó xài Win XP. Mình cũng à, lâu lắm mình mới gặp cái máy xài win xp nha các bạn. hình quá nó có cái file gót sẵn trên máy nha các bạn. bây giờ mình thử mình gót lại win. đó mình vào cái chương trình gót mình gót lại win nha. thử xem coi nó có hết cái lỗi đâm xanh hay không. thì ở phần video trước mình cũng có những cái video hướng dẫn cách gót windows nha các bạn các bạn tham khảo nha. ok sẽ gót vào trong ổ đĩa C ổ Windows á gót mục đít gót để mình kiểm tra coi nó có phải bị lỗi win hay không nha các bạn ok gót xong rồi mình sẽ retard lại cái uh, computer nha đó khởi động lại máy xài win xp nha các bạn lâu lắm mới gặp lại win xp nha các bạn nó vào nó nhận cái chương trình driver uh, chương trình tự chạy driver để nó cài đặt cái driver cho cái uh, máy tính nha các bạn chờ uh, cài xong nó khởi động lại đó giờ nó sẽ vào win à, nó tiếp tục đâm màu xanh nha các bạn như vậy là mình cài win lại thì uh, nó vẫn đâm không ăn thua gì hết. đó tiếp tục đâm. bây giờ mình sẽ thử phần cứng nha các bạn thường cái lỗi đâm nó hay bị ổ cứng hoặc là ram mà mình đã kiểm tra ổ cứng rồi thậm chí mình đã cài win rồi nhưng mà nó vẫn bị tình trạng là đâm xanh. giờ mình sẽ vệ sinh hai hai thanh ram nha các bạn mình sẽ tháo hai thanh ram ra mình vệ sinh các bạn lấy cái vít các bạn nhấn vào cái đầu của thanh ram á nó nhả thanh ram ra nha các bạn đây nó xài hai thanh ram mỗi thanh là một ghi mình sẽ dùng một cái tờ giấy giống như video đó, các bạn chú ý nha tờ giấy mình gấp lại Và mình sẽ dùng cái đầu của tờ giấy đó cà nhẹ nha các bạn, cà nhẹ lên khe ram để mình vệ sinh những cái bụi bẩn, những cái uh, chất bẩn nó bám trên khe ram. Đơn giản thì các bạn dùng một tờ giấy nha, kẹp lại và vệ sinh. Trong trường hợp mình không có những cái vật dụng cần thiết thì mình chỉ sử dụng một tờ giấy thôi nha các bạn. Mình cũng hay làm cái phương pháp này trong những trường hợp mà cấp bách tương tự mình gấp nó lại mình kẹp nó vào uh, khe ram thanh ram vào giữa nha mình chà nhẹ thôi nha các bạn chú ý nha chà vừa tay thôi đây video mình tua nó nhanh cho nên các bạn cảm giác như mình chà nó rất mạnh thật ra mình chà nó nhẹ và điều tay nha các bạn chí thường mình đi uh, khắc phục sự cố cho khách đó. mình chỉ cần mình sử dụng tờ giấy mình tra nhẹ lên là mình xử lý lỗi cái ram. Rất là đơn giản. Khi vệ sinh ram mình cắm vào mình test cái cái lỗi nó có hết hay không nha các bạn. à, nó vẫn bị các bạn ơi không ăn thua gì hết nha vệ sinh ram kiểm tra ổ cứng tất cả các phương án đều thất bại nha các bạn và mình tiếp tục mình vào bios mình sẽ di chuyển tới cái mục sata nha các bạn sata config nha sata config bạn thấy nó đang chết vào irrt đó, bạn chết qua một ata nha các bạn, mình cũng uh, phát hiện ra là cái lỗi nó là ở chỗ này nha các bạn, chỗ một sata operation đó, nó chết vào uh, irrt, mình đổi nó qua ata nha các bạn, tại vì uh, cái ổ cứng của mình là theo chuẩn ata nha. nhớ nha các bạn bạn chú ý nha đổi nó qua ata apply và khởi động lại khởi động lại thử nha các bạn ok vậy là nó đã vào win rồi nha các bạn ngay từ đầu mình thấy nó khởi động lâu là mình nghi ngờ ổ cứng có vấn đề rồi nhưng mà mình test ổ cứng mình thấy ổ cứng vẫn bình thường thậm chí mình cài win thì nó vẫn bình thường trường hợp này mình vô mình chỉnh cái mod nha các bạn cái chế độ của ổ cứng chuyển qua ATA chuyển qua nó hoạt động bình thường nha các bạn cho nên những cái nhiều lúc những cái trường hợp này mình xác định ngay từ đầu thì mình sẽ xử lý nhanh hơn trường hợp này mình chia sẻ cái kinh nghiệm nha các bạn cái kinh nghiệm để mình xử lý những cái lỗi mình phải có cái định hướng ngay từ đầu thì cái lỗi nó sẽ tương đối dễ dàng hơn nha các bạn bây giờ thì mình đã bàn giao máy lại cho khách hàng rồi nha các bạn ok cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại thank you